nhau học một bài học sâu sắc về lòng nhân ái không biên giới, về sự chia sẻ dành cho những người bạn chưa một lần gặp mặt. Đã 3 tuần kể từ sau động đất kinh hoàng tại Nhật Bản, nhưng dư âm của trận đại thảm họa vẫn khiến nhiều người đau xót. Đó là những dòng đầu tiên trong trang viết rất chân thật của bạn Nguyễn Thị Mai Linh, học sinh lớp 11 C1 trường Trung học phổ thông Chu Văn An, sưu tập và biên soạn, được đọc trước buổi chào cờ thứ hai đầu tuần vừa qua nhân lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Nhật Bản. Những câu chuyện đã làm xúc động đối với thầy cô và các bạn học sinh trong trường. Mai Linh chia sẻ, em rất thích văn hóa và con người xứ sở Phù Tang. Và khi xem những hình ảnh đầu tiên về thảm họa ở Nhật Bản, em cảm thấy vô cùng bàng hoàng và muốn hành động để chia sẻ nỗi đau với người dân Nhật Bản. Hàng ngày, em cập nhật tất cả thông tin, clip viết về trận thảm họa tại Nhật Bản, sâu chuỗi các sự kiện thành một câu chuyện. Đó không chỉ là những dòng thông tin đơn thuần, mà nó còn chất chứa những nỗi khát khao chia sẻ của Mai Linh dành cho đất nước của anh Đào. Như một bức thông điệp mà Mai Linh muốn gửi đến các bạn chưa hiểu rõ về trận động đất sóng thần tại Nhật Bản vừa qua. Mục đích của em là muốn nhắn nhủ và kêu gọi mọi người hãy ủng hộ đất nước Nhật Bản ngay trong lúc khó khăn và đau thương nhất. Từ những câu chuyện tại buổi chào cờ, hình ảnh đất nước và con người Nhật Bản hiện lên trước mắt các bạn học sinh một cách rõ ràng, chân thật, đầy xúc động. Và ngay trong lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Nhật Bản khắc phục thảm họa thiên tai, đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn học sinh trong trường. Mặc dù các em chưa một lần được đến Nhật Bản, bất đồng ngôn ngữ, nhưng các em đã thể hiện lòng yêu thương và đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc. Trên tinh thần tự nguyện tham gia đóng góp, ai cũng muốn góp một phần sức nhỏ của mình để giúp người dân Nhật Bản trở lại cuộc sống bình thường. Đặc biệt trong cái lần phát động ủng hộ nhân dân Nhật Bản gặp khó khăn, thì chúng em cũng tham gia rất là nhiệt tình trong cái phong hoạt động này. Đối với em thì việc làm đó thì có ý nghĩa. Thì em thấy mình là nếu mà đóng góp vào một phần như vậy thì là làm cho giúp nước nhà có tình bạn sâu sắc hơn đối với nước Nhật. Và mình cũng có một tấm lòng nhân đạo đối với người khác. Những ngày qua, chia sẻ với những mất mát đau thương của người dân Nhật Bản, hàng triệu trái tim Việt Nam, trong đó có các bạn học sinh trường Chu Văn An, đã và đang hướng về Nhật Bản bằng những hành động thiết thực nhất. Thông qua hoạt động này, ban giám hiệu nhà trường cũng muốn mang đến cho các em một bài học sâu sắc về sự chia sẻ và tình yêu thương, giúp các em có thêm cơ hội để tìm hiểu về nước bạn và cảm nhận được ý nghĩa của sự chia sẻ trong cộng đồng xã hội, cộng đồng quốc tế. Thầy và trò của trường Trung học phổ thông Chu Văn An cũng đã phát động phong trào đó là quyên góp để ủng hộ nhân dân Nhật Bản, để góp phần xoa dịu đi nỗi đau của nhân dân Nhật Bản, nhân dân và đất nước Nhật Bản. Tuy rằng cái số tiền quyên góp để mà ủng hộ nó không đáng là bao, nó chỉ là như giọt nước để vào một cái con sông lớn thôi, nhưng mà đó cũng là tấm lòng và cũng là biểu hiện của tình thương, của sự chia sẻ của thầy trò trường Chu Văn An giúp đỡ cho nhân dân đồng bào Nhật Bản. Với những lời yêu thương, chia sẻ, động viên và sự đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần là điều mà các bạn học sinh trường Chu Văn An đã và đang làm để ủng hộ nhân dân Nhật Bản. Đó là những nghĩa cử cao đẹp, tiếp thêm sức mạnh để chung tay cùng người dân Nhật Bản vượt qua khó khăn, thể hiện truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, tình yêu thương con người không biên giới của Bác Hồ kính yêu đã dạy.